Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu một máy lọc thác cho hồ cá 30 trở xuống nha. Công suất 5W. Mẫu thiết kế rất là đẹp. Để mình khui hộp ra cho mọi người. Ok. Bên trong hộp gồm có những phụ kiện sau đây. Đây là tất phần tập phụ kiện máy móc. Sau đây mình sẽ lắp ráp cái máy này lại cho các bạn cùng xem. Cái máy VS303 này đó, khi mua chúng ta sẽ được tặng một cái bông lọc ngay ở bên trong luôn, một miếng xốp đen. Loại bông này rất hiệu quả cho cái việc lọc và nó rất là xốp, xài rất tốt. Các bạn để ý nha, cái motor quay nè và cái ống này nè, khi lắp ráp á, các bạn để ý để đúng cái vị trí khe của nó. Sau khi ấn xuống xong á, các bạn phải quan sát xem phía bên trong đó nó đã hoàn toàn vô hết chưa. Sau khi mà nó kín được như vậy đây nè, thì cái lực hút của cái máy nó mới tốt được. Với các bạn mà sơ ý á, lắp ráp mà không để ý nó có kín hay không á, sau một thời gian sử dụng á, cái lực hút của nó sẽ yếu đi. Cái máy lọc nước này của mình, ngoài lọc nước ra nó còn có chức năng lọc ván nữa. Đây, lọc ván đây. Gắn hai cái này lại với nhau. Gắn vào bên trong máy. Ok. Tùy theo cái hồi ngắn hay dài, chúng ta sẽ sử dụng những ống nối thêm. Ở đây trong máy người ta sẽ tặng cho mình khoảng hai cái ống nối. Rất dài. Nhưng mà mình thì không có sử dụng hai ống nối nhiều lắm, mình chỉ cần sử dụng cái ống này là đủ rồi. Máy này rất là nhỏ gọn, khác với những cái máy khác á, là nó phải máng ở phía trên. Thì sản phẩm này của mình á, chỉ cần treo ở phía đằng sau, phía bên hông của sản phẩm là được. Không, các bạn nhớ để ý nha, khi mà mình lắp ráp cái phần này không chặt á, nó dễ bị bung ra. Vì vậy mà trong cái quá trình sử dụng đó, nó sẽ dễ bị lực hút nước nó sẽ yếu đi. Như ở đây là cái ống nước của mình quá dài đi, thành thử là nó bị chạm đáy, nên mình tháo cái này ra luôn đó. Mình tháo ra luôn. Ok, giờ chắc chắn là vừa. Các bạn để ý nha, trong máy, trong cái hộp nó sẽ có một cái cục đen đen này. Cái cục đen đen này á, cái tác dụng của nó là dùng để cân bằng cái máy lại. Tại vì cái vị trí bàn của mình đôi khi nó sẽ bị nghiêng, đặt máy nó cũng sẽ nghiêng theo. Thì cái cục đen đen này nó sẽ giúp cho cái thân máy đứng thẳng lên lại. Lọc ván. Ok. Rồi mình đẩy nó lại thôi. Sau khi chúng ta lắp ráp máy xong, cắm điện, máy cũng bỏ trong nước rồi, nhưng mà lại không thấy nước chảy ra, chết cha rồi, vậy là máy nó bị hỏng hả? Không có đâu nha các bạn. Tại vì cái máy lọc thác này nó khác với những cái máy khác. Những cái máy như VS188, 388 hoặc 9008, cái máy lọc nước nó sẽ nằm ở bên trong nước,
Nhờ vậy mà cái máy lọc nước có thể hút được nước. Còn cái máy này được thiết kế treo ở phía bên ngoài, nên cái máy motor nó không nằm trong nước được, bắt buộc chúng ta phải mồi nước vào bên trong máy. Sau khi mồi nước vào bên trong máy xong á, cái máy nó sẽ tự động rút được lượng nước ở trong hồ cá vào bên trong máy. Đó, nó đang rút lên rồi đó. Nếu mà nó rút không nổi á, có nghĩa là lực nước chưa đủ, các bạn phải mồi vậy thôi, đơn giản là vậy. Khi mà lượng nước đầy và đủ, nó sẽ tự lọc được, thấy không? Các bạn thấy nước đang chảy ra không? Ok, máy chảy cực kỳ tốt luôn. Máy này rất là đẹp, ở trong các bạn có thể nhìn thấy được cái motor nó hoạt động như thế nào, và nhìn thấy được cái máy của mình đó nó bẩn là sao, để khi mà cái bông lọc của mình quá dơ mình phải đi thay. Trong quá trình mình nuôi cá đó, có những con cá thủy sinh giống như bảy màu, những con cá mà nó không ưa dòng nước mạnh đó, thì cái máy này nó có một cái chức năng là cái núm phía trên đây nè, nó sẽ tăng hoặc giảm cái lưu lượng nước chảy ra, giúp cho cá của mình nó khỏe hơn. Okay. Các bạn thấy cái lọc ván này không? Khi mà bên trên bề mặt nước của mình quá nhiều bụi bẩn vậy, có cái dơ đi, lúc này các bạn muốn cho nó sạch đó, các bạn chỉ cần ấn này đi xuống chút xíu này, để khi những cái đồ dơ của nó sẽ đi theo cái ống này vào trong cái máy lọc. Máy này rất thích hợp cho các bạn ở văn phòng, những các bạn học sinh muốn chơi những hồ cá nhỏ mà để ở góc bàn rất tốt. Ok, cảm ơn mọi người xem video của mình nha.